Phước Quang sẽ giới thiệu cho các bạn cách suy nghĩ của những người thành công và những kẻ thất bại như thế nào. Những người thành công á, thì họ có suy nghĩ là họ là 5% luôn muốn được thành công, và họ chỉ bắt buộc phải thành công, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thành công, và họ chịu trách nhiệm cho những gì mình xảy ra. Và những suy nghĩ của những kẻ thất bại là họ là 95% thích thành công, và họ thành công hay không thành công cũng không có gì rơi gớm với họ. Họ chỉ sẵn sàng làm những việc khi họ thích làm, và họ biện hộ và đổ lỗi cho người khác và tự lừa dối bản thân. Đó là những cái người thành công, họ có một cái suy nghĩ đó. Đây các bạn.